Theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến, hôm 29 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng Mỹ đang tích trữ lượng lớn vaccine COVID-19, từ đó làm phương hại Nam Phi và các nước có thu nhập thấp và trung bình khác. Ông nói rằng Nam Phi đã từ chối nhận vaccine trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau sự từ chối này phức tạp hơn rất nhiều, theo Washington Post. Nam Phi đang phải đối mặt với những thách thức đã từng xảy ra với Mỹ trong những ngày đầu của chiến dịch tiêm chủng. Nam Phi khởi đầu chiến dịch tiêm vaccine từ tháng 5, muộn hơn 6 tháng so với Mỹ và các nước phương Tây. Sau đó, họ lại vật lộn để đưa vaccine đến những người dân ở nơi vùng héo lánh, rồi gặp phải sự trần trừ tiêm chủng của nhiều người. Vấn đề cũng xảy ra ở các nước phương Tây. Vấn đề về vaccine ở châu Phi không chỉ là nguồn cung, đó còn là quan ngại về hiệu quả của vaccine đối với biến chủng Omicron việc tiếp cận hệ thống trong sóc sức khỏe yếu và khó khăn trong việc chữ đồng vaccine Pfizer. Các chuyên gia cho biết, biến chủng Omicron hiện đã xuất hiện ở nhiều quốc gia là kết quả có thể dự đoán trước của sự bất bình đẳng lớn về vaccine. Họ đã kêu gọi Mỹ, các nước châu Âu và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới WHO có thêm hành động để gửi vaccine đến các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các chuyên gia cho rằng, chừng nào người dân chưa được tiêm chủng, thì virus corona vẫn có cơ hội đột biến và tiếp tục lây lan. Hãng dược phẩm Pfizer cho biết, năm trong số 8 quốc gia nằm trong lệnh cấm du lịch do Mỹ áp đặt, gồm có Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe đã yêu cầu công ty tạm dừng vận chuyển vaccine trong vài tháng qua vì gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Dự kiến vào cuối năm nay, Pfizer sẽ vận chuyển 43 triệu liều vaccine đến 8 quốc gia miền Nam châu Phi nằm trong lệnh cấm du lịch của Mỹ. Do chúng tôi có đủ hàng dự trữ trong nước, việc nhận thêm các lô hàng mới đều là thừa, vì vậy chúng tôi đã giãn thời gian nhận hàng cho tới đầu năm sau. Ron Whelan, đại diện phụ trách vấn đề COVID-19 tại công ty bảo hiểm sức khỏe Discovery cho biết, Discovery đã làm việc với chính phủ Nam Phi để quản lý số lượng vaccine và thiết lập hệ thống phân phối trên toàn quốc. Whelan cho biết chương trình tiêm chủng của Nam Phi đạt đỉnh với khoảng 211.000 lượt trên ngày. Đến tháng 9, tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc đã giảm xuống còn 110.000 lượt trên ngày. Ông chỉ ra ba yếu tố tác động, sự giao dự về vaccine, sự thờ ơ và rào cản về cấu trúc, kể cả việc người dân không đủ điều kiện để đến các điểm tiêm vaccine. Ông cũng nhấn mạnh rằng chương trình tiêm chủng của Nam Phi bắt đầu 6 tháng sau khi các nước phương Tây triển khai tiêm cho người dân. Ngay sau khi vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna được sử dụng vào tháng 12 năm 2020, tôi có thể nói rằng việc tiếp cận với vaccine là rất khó khăn, đặc biệt là từ các quốc gia như Canada và Mỹ. Nhiều quốc gia khác đặt trước vaccine với số lượng gấp 3-4 lần họ cần, ông Whelan nói. Nhà Trắng cho biết rằng một số cơ quan liên bang đang làm việc với các chuyên gia và tổ chức châu Phi để cung cấp nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật, tài chính nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vaccine. Họ đã hỗ trợ hơn 273 triệu USD thông qua cơ quan phát triển quốc tế Mỹ cho các nước miền Nam châu Phi, bao gồm gần 12 triệu USD để cung cấp và phân phối vaccine. Chỉ có 5 quốc gia châu Phi, ít hơn 10% tổng số trên lục địa, dự kiến đạt được mục tiêu cuối năm là tiêm đầy đủ cho 40% dân số của họ, trừ khi tốc độ tiêm chủng tăng nhanh. Đến nay, châu Phi đã tiêm phòng đầy đủ cho 77 triệu người, mới chỉ có 6% dân số. Gần 60% dân số Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ và hơn 40 triệu người Mỹ đã được tiêm mũi bổ sung. Theo Bộ Y tế Nam Phi, khoảng 35% dân số được tiêm đầy đủ, nhiều hơn các quốc gia châu Phi khác. Chẳng hạn ở Malawi, con số này đạt 3% dân số. Theo dữ liệu của Our World in Data, theo một phân tích của Public Citizen được công bố vào hôm 29 tháng 11, khoảng 30 triệu người ở Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Các nước có thu nhập cao đã cam kết tài trợ 1,98 tỷ liều vaccine trên khắp thế giới. Mỹ đã cam kết hơn một nửa là 1,1 tỷ liều vaccine. Khoảng 20% liều vaccine đó đã được phân phối các chuyên gia y tế toàn cầu cho biết có nhiều yếu tố kể cả việc giao hàng không đoán trước được từ các nhà sản xuất vaccine và năng lực chăm sóc sức khỏe hạn chế đã gây ra khó khăn trong việc đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng nhiều quốc gia kể cả nam phi từng có thời điểm không nhận được bất kỳ lô vaccine nào và sau khi đó thì nhận hàng triệu liều cùng một lúc tạo áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe nhiều quốc gia châu phi thiếu hệ thống bảo quản vaccine đặc biệt là pfizer loại vaccine cần được bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh các chuyên gia cho biết, với các lô vaccine cận ngày hết hạn, một số quốc gia cảm thấy họ sẽ không có đủ thời gian để phân phối và quản lý chúng một cách an toàn. Ông Whelan nói rằng, trong khi Nam Phi có đủ kho dự trữ cho các loại vaccine như Pfizer, hầu hết các quốc gia khác ở châu Phi đều thiếu nguồn lực này. Amanda Classman, thành viên cấp cao tại trung tâm phát triển toàn cầu cho biết, nguồn cung cấp vẫn quan trọng nhưng đã đến lúc tập trung cho công tác phân phối vaccine sẽ tốt hơn cho thêm thông tin về số lượng vaccine hiện có và giải pháp để sử dụng chúng và liệu chúng tôi có được sử dụng mọi biện pháp để đưa vaccine ra khỏi kho hay không. Châu Phi có 54 quốc gia, mỗi quốc gia đều có những thách thức riêng trong việc nhận và phân phối vaccine. Trong khi Nam Phi đang do dự, thì các quốc gia khác đã phân phối khá nhanh và yêu cầu cung cấp thêm vaccine. Tại Botswana, các cuộc khảo sát quốc gia cho thấy tỷ lệ chấp nhận vaccine là 76%. Malabago Kababonie, Giám đốc Dịch vụ Y tế của Bộ Y tế và Sức khỏe Botswana, thông báo cho WHO. <laughs> Nhiều thai phụ mắc COVID-19 trở nặng, nguy kịch vì chưa tiêm vaccine. Thông tin trên được Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Mới đây, các bác sĩ bệnh viện Hùng Vương đã cứu sống thai phụ NTL, sinh năm 1994, ngụ quận 12, mang song thai ở tuần thứ 32, thụ tinh trong ống nghiệm. Được biết, thai phụ này chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trường hợp thai phụ lờ chỉ cần chậm xử trí là cả mẹ lẫn con đều có thể đối diện với khả năng xấu nhất Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết trước đây không phải là trường hợp thai phụ duy nhất nguy kịch do không tiêm vaccine phòng covid 19 có nhiều thai phụ mang thai quý thai hiếm trở nặng nguy kịch vì mắc covid 19 hầu hết những trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng covid 19 trước đó thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân tuyên đã ký văn bản sở Y tế tỉnh thành phố cục Y tế bộ Công an Cục Quân y, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai. Bộ Y tế cho biết, ngày 10 tháng 9 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành quy định số 4355 quy đề BIT về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó quy định tiêm cho phụ nữ mang thai. Để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát danh sách phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên trên địa bàn quản lý, lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ, lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng. Cần ưu tiên cho các địa bàn, khu vực đang có dịch và lưu lượng y tế tuyến đầu, các đối tượng khác phù hợp với tình hình dịch thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước trong sau buổi tiêm chủng. Trong trường hợp cần chuyển đến các cơ sở tiêm chủng khác, cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu phải hỗ trợ hướng dẫn người tiêm đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi, hiệu quả. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thai phụ, lợi ích nhiều hơn nguy cơ. Đây là tin mừng cho hàng triệu bà mẹ đang mang thai vì tiêm vaccine COVID được coi là cách tốt nhất để hạn chế các nguy cơ suy hô hấp nặng phải nhập viện hồi sức cấp cứu hay can thiệp kỹ thuật ECMO, thậm chí là tử vong mẹ và con nếu chẳng may thai phụ mắc COVID-19. Trước đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các thai phụ là rất cần thiết. Thai phụ có nhu cầu oxy nhiều hơn bình thường. Khi mắc COVID-19, phổi bị tổn thương, dễ gây khó thở và suy hô hấp nhanh. Nếu không can thiệp kịp thời, sẽ nguy hiểm tính mạng cho mẹ và thai nhi. Tiêm vaccine COVID-19 giúp thai phụ giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh, nguy cơ lây nhiễm cho người khác, do virus khi vào cơ thể sẽ được dung hòa và giảm bớt nồng độ lây nhiễm. Nguy cơ chuyển từ mức độ nhẹ, trung bình sang mức độ nặng, nguy kịch. Đồng thời, khi phụ nữ mang thai được tiêm ngừa, cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus, kháng thể đó sẽ đi qua máu cuống rốn và đi tới em bé. Khi em bé được sinh ra, cũng sẽ được hưởng kháng thể đó từ mẹ. Nếu mẹ cho em bé bú, bé sẽ tiếp tục được hưởng thêm kháng thể thông qua mẹ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết. Về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Thanh, giám đốc bệnh viện Từ Dũ chia sẻ, nhiều nghiên cứu cho thấy những thai phụ mắc COVID-19 có nguy cơ nhiễm trùng cao gấp 5 lần, nguy cơ suy hô hấp rất cao, nguy cơ phải vào hồi sức tích cực cao gấp 4 lần, tỷ lệ tử vong cao 22 lần những thai phụ không mắc COVID-19, thai kỳ được xem là yếu tố nguy cơ độc lập, thậm chí được xem là một dạng bệnh lý nền mắc COVID-19. Vì thế rất nguy hiểm, bên cạnh đó thai phụ mắc COVID-19 sẽ gặp các nguy cơ cao về sảy thai, sinh non, thai chậm phát triển, suy thai, tử vong sơ sinh cao, tỷ lệ phải nằm hồi sức tích cực cho cả mẹ và con là lớn và thời gian nằm viện lâu. Bác sĩ Lê Quang Thành nhấn mạnh Tiêm vaccine phòng COVID-19 còn có lợi ích rất lớn trong trường hợp nếu thai phụ bị nhiễm virus, khả năng bị biến chứng nghiêm trọng nặng hoặc tử vong hầu như không có. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy nếu hoàn tất các liệu trình tiêm hai mũi và có đủ thời gian để phát huy hiệu quả, bảo vệ cơ thể của vaccine thì 100% không có tử vong và 90% không có biến chứng nặng. Hầu hết những người được tiêm chủng đầy đủ không có biến chứng, nếu có thì rất nhẹ. Phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị biến chứng nặng khi mắc Covid-19, theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Cường, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy phụ nữ có thai không có thai và những người bình thường có nguy cơ mắc Covid-19 là như nhau. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc Covid-19 bởi trong quá trình mang thai, phụ nữ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định. Tiếp đến, bản thân phụ nữ trong quá trình mang thai sẽ có tình trạng giữ nước trong cơ thể, có hiện tượng phù, phù niêm mạc đường hô hấp trên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng. Vì thế, khi mắc COVID-19, nguy cơ bệnh diễn biến nặng tăng nhanh. Ngoài ra, nếu phụ nữ mang thai có bệnh nền hoặc ca bệnh như huyết áp, đáy tháo đường, tim mạch, béo phì, bệnh mạng tính ở phổi hoặc trên 35 tuổi mới mang thai sẽ dễ gây ra biến chứng trong thai kỳ cùng với những yếu tố trên nếu mắc thêm covid 19 thì nguy cơ biến chứng tỷ lệ của phụ nữ mang thai càng cao khi diễn biến nặng hơn sẽ buộc phải nằm vòng hồi sức can thiệp máy thở mò cùng với tỷ lệ cao thậm chí có thể gây tử vong ở mẹ nguy cơ cho thai nhi đây là lý do các nhà quản lý các nhà khoa học thấy rằng việc chăm sóc thai kỳ đề phòng nguy cơ cho phụ nữ mang thai trước đại dịch covid 19 bằng vaccine là cần thiết